do diện tích sử dụng văn phòng thường không có nhiều và phải tận dụng hợp lý từng khoảng trống. Sử dụng vách ngăn hợp lý sẽ giúp cho văn phòng tạo được một không gian hiện đại, lịch sự và năng động. Một giải pháp tối ưu được đưa ra đó là vách kính văn phòng. Mời bạn theo dõi mẫu vách ngăn kính văn phòng được đội thợ Tasona thi công hoàn thiện cho khách hàng tại tòa nhà Park 7, Time City, Hoàng Mai, Hà Nội. Vách kính ngăn văn phòng có độ dày linh hoạt từ 8mm đến 12mm hoặc cao hơn có thể dùng 15mm. Định vị kính có thể dùng kẹp sập nhôm hoặc dùng nẹp u inox giữ kính. Những vị trí tiếp xúc giữa kính và tường hoặc kính và kính có thể dùng keo silicone, vừa có khả năng chống rung cho tấm kính, vừa có khả năng che đi mạch nối tiếp xúc, làm tăng tính thẩm mỹ của công trình vách nhôm kính văn phòng của bạn. Quá trình lắp đặt loại vách kính chia phòng không mất quá nhiều thời gian, do đó sẽ rút ngắn thời gian thi công, lắp đặt một cách tối ưu nhất so với khi sử dụng các vật liệu ngăn phòng khác. Ngoài ra, trong quá trình thi công cũng sẽ không gây ra tình trạng bụi hay việc kê vật liệu chiếm nhiều không gian của văn phòng. Đối với loại vách ngăn này thường khá ổn định, nên khi thi công sẽ không cần đến quá nhiều nhân lực. Vì vậy sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ cho việc đầu tư ban đầu. Vách kính văn phòng có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu về mặt thiết kế, kỹ thuật cũng như thẩm mỹ. Những ưu điểm nổi bật nhất của vách kính ngăn văn phòng là cách âm tốt để không ảnh hưởng tới các khu vực làm việc khác, cách nhiệt để giảm bớt tác động của thời tiết bên ngoài, chống bụi bẩn và dễ dàng vệ sinh lau chùi, tạo cảm giác mới mẻ, sang trọng, không hạn chế tầm nhìn, lấy ánh sáng tự nhiên tốt, tạo không gian mở, thoáng đãng và lịch sự. Trên thị trường ở Hà Nội có nhiều đơn vị cung cấp vách kính văn phòng giá rẻ, do đó các bạn có thêm nhiều sự chọn lựa. Tuy nhiên, để chọn được đơn vị bán hàng chất lượng, bảo hành, giá tốt thì không hề đơn giản. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn lựa đơn vị, đại lý vách kính nào ở Hà Nội uy tín, hãy đến với Tasona nhé. Chúng tôi đảm bảo giá sản phẩm hợp lý với túi tiền của khách hàng. Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng đến từng chi tiết trước khi cung ứng ra thị trường, cũng như trước khi lắp đặt cho khách hàng. Sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ không cần phải chờ đợi lâu, bởi chúng tôi luôn có sẵn hàng trong kho, đội ngũ thợ hùng hậu, cam kết bàn giao công trình đúng thời hạn đã thỏa thuận. Chính sách bảo hành dài hạn tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công, lắp đặt mặt hàng này, chúng tôi tự tin có thể mang đến cho quý khách sản phẩm đẹp, chất lượng nhất, công trình hoàn hảo nhất. Mọi nhu cầu làm vách ngăn kính văn phòng của Tasona, quý khách liên hệ đến số hotline 0968 720 135 để nhận được bảng báo giá chi tiết nhất và tư vấn miễn phí, nhanh chóng.